Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Lúc này nhiều server trên thế giới họ đã cho chúng ta nạp thẻ nhận con Homer rồi, con nhân vật mới trong Gana Free Fire mà có kỹ năng thả máy bay anh em. Đấy, nhưng mà riêng server Việt Nam thì vẫn đang chưa thấy đâu, tôi chưa hiểu tại sao server Việt Nam ra chậm hơn các server khác. Đấy, chắc là tôi cứ nghĩ là bên Gana phải ra vào hôm nay tức là 29/30, hôm nay 30 rồi mà nó vẫn chưa ra. Nó server khác ra hết rồi anh em ạ. Và cái con này đúng ra là trong cái sự kiện nhận free bên Gana Free Fire ấy là 29 là chúng ta có thể nhận được rồi. Đấy, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đang chưa thấy nó được bán ở trong gà rán. Đấy, chưa bán ở trong Gana Free Fire, chưa hiểu như nào. Nhưng mà cái con này ấy, nếu mà anh em lấy ấy, nó sẽ có một cái trò rất hay và mình sẽ giới thiệu cho anh em. từ cho nó mặc bộ nào trông đẹp đẹp đã. Ui, cái bộ này có quả che mắt trông buồn cười thật sự. Đấy, trông buồn cười thật sự ạ. Đấy, giờ cho đỡ che mắt đi rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ chính thức hóa thành gọi là phản diện nha anh em nhé. Anh em biết ở trong Gana Free Fire chúng ta ấy, cái chế độ mà thiết kế ấy, nó có một cái chế độ chơi mà không giới hạn về cái thời gian hồi kỹ năng. Đấy, mà cái con này ấy, nó lại gọi ra một cái máy bay mà gây được sát thương thì tôi phải nói với anh em là kinh khủng luôn. Đấy, không cần phải level quá cao rồi. Vào thôi, đấy, hủy diệt đấy, xem trong map này có thằng nào có kỹ năng giống mình không. Đấy, hình như là không có anh em ạ. Ui, mình làm bố ở đây rồi. tôi gọi mình tuyên bố tôi là bố, các loại bố ở trong cái map này rồi. Đấy, ui rồi, hủy diệt hết. Đấy, tôi cho anh em xem, tôi gọi ra 1 tỷ cái máy bay luôn. Đấy, ui, địch bắt đầu đặt keo kiểng các kiểu kìa. Đặt keo làm cái gì, ui rồi ôi, đặt làm cái gì, hủy cơ mơ nó diệt anh em ơi. Hủy diệt nó chúng nó anh em ơi, ui rồi. Tại vì là tôi không bị giới hạn thời gian gọi kỹ năng, tôi thích gọi bao nhiêu cái cũng được. Triple kill rồi, cái kỹ năng này không trốn nó sau bom keo bạn ơi. Đấy, cái máy bay này nó xuyên keo luôn. Ui, chạy đâu con sâu. Ui, ui nhìn đàn máy bay của tôi nó bay này. Và ui ôi, những tên lửa tầm nhiệt, thế là penta kill. Đấy, thế là làm quả penta kill anh em ạ. Và chịu chưa, anh em thấy nó hay không? Anh em thấy thú vị không? Đấy, ui xôi, hủy diệt tầm này không cần súng xiểng gì hết. Đấy, không cần mua súng, mua xiểng, mua sủng gì hết. Rồi tầm này thả 1000 cái máy bay tầm nhiệt. Đấy, đi mà tiêu diệt địch chứ còn gì nữa. Ui xôi ôi, hủy diệt thật sự anh em ạ. Và ôi, bên kia có thằng mà có Skyler kìa. Đấy, à, ở trong phiên bản trước thì chúng ta cũng có cái trò mà đi bắn Skyler ấy. Nhưng mà cái này Skyler nó không mất máu, còn cái máy bay này của tôi nó mất máu anh em ạ. Đấy, ui xôi, nổ gọi là tung tóe luôn. Ui xôi, double kill, ai cản được mình đây. Ai cản được Riaki với mình đây. Ui, chạy đâu con sâu. Đấy, chạy đâu con sâu anh em. Ui. Tên lửa sẵn sàng. Ui, the game này phá game anh em ạ. Chịu đấy. Đấy, bó tay địch bất lực rồi. Địch cũng bất lực rồi. Và địch cũng bất lực hẳn rồi. Anh em thấy kinh ngủ không? Dã man không? Đấy, mà hay một cái là trong cả cái map này, cái con nhân vật này nó cũng free, mà trong cả cái map này có mỗi mình tôi có. Đấy, đồng đội mình chán nó, đồng đội mình quit hết rồi. Đấy, cho con này vào trong những cái mà không giới hạn đạn, à không giới hạn về thời gian hồi chiếu, đúng phá game luôn. Thề luôn, con nhân vật mới đấy đúng phá game luôn. Chắc là bên Gana Free Fire cũng sẽ phải tính như nào, tức là mỗi lần chỉ gọi ra được một con thôi. Đấy, tức là phải gọi con sau thì con trước nó sẽ bị biến mất. Đấy, chứ con gọi ra như thế này thì có đúng là con cái nịt thật. Ơi, mình kêu thằng nó lôi súng ngắm bắn tỉa, nó bắn tôi anh em ạ. Nhưng mà bắn làm cái gì? Ui rồi ôi, cậu chỉ cần đặt keo rồi cậu tiến tới gần. Đấy, cái máy bay này nó xuyên nó keo nha anh em nhá. Ui rồi ôi. Và ui rồi ôi, hủy diệt chưa? Ui nổ, ui nhìn nổ đẹp thế. Vâng, nhìn cái vụ nổ đẹp chưa? Ui đẹp chưa? Ui xôi ôi, hủy diệt rồi anh em ơi, hủy diệt rồi, lại penta kill, địch không có một cửa nào chơi lại được. Đấy, may mà địch có không có thằng nào cũng dùng máy bay như mình, hai bên đấu máy bay với nhau thì tôi phải nói với anh em là hết nước chấm. Đấy, hết nước chấm anh em ạ. Wow, kinh không anh em thấy hay không? Anh em hay cho xin một like, một subscribe còn gì nữa. Không thể nào mà chống lại được cái kỹ năng này nhá. Mặc dù nó chỉ có 25 sát thương thôi, nhưng mà bởi vì nó quá nhiều, anh em mình nhìn như một đàn ruồi. Đấy, bên kia một thanh niên cũng phọt cái Skyler ra kìa. Nhưng mà cái Skyler của bạn nó không có tác dụng gì với kỹ năng của tôi cả. Đấy, thanh niên kia bắn Skyler lên rời kìa. Và ui rồi, làm sao. Ui ôi, cái mặt cái này nó chỉ trong tầm 100m anh em ạ. Đấy, ui anh em nhìn nó cuộn xoáy này. Nhìn nó kinh nhờ. Đấy, nhìn máy bay ấy. Ui thanh niên kia chạy à. Ui chạy
con sâu. Đấy, và ngày cũng thế luôn. Ui, anh em nhìn máy bay của tôi này, tôi trông tôi khác gì tàu sân bay không? Đấy, mình kiểu tàu sân bay, máy bay ném bom, cỗ máy hủy diệt chứ còn gì nữa. Mình chính là một cỗ máy hủy diệt trong cái bàn thi đấu này. Kinh nhỉ? Vâng, nhìn đẹp nhỉ anh em nhỉ? Đẹp không? Đẹp dã man luôn. Anh em thấy đẹp, anh em thấy đẹp lại cho xin một like, một subscribe. Đẹp dã man. Đẹp dã man con ngan luôn. Công nhận là cái tính năng mà thiết kế bản đồ này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái trận đấu mà kiểu đúng là nó không tưởng ấy, như phim viễn tưởng của anh em ạ. Sợ thật sự. Đấy, anh em thấy trông khác gì phim viễn tưởng không? Đấy, ui xôi. Lên thôi, lên thôi, lên thôi. Ui, nó bắn lên, nó bay xuyên nó keo luôn. Đấy, anh em nhìn dàn máy bay của tôi đấy. Ui, mà nó trúng nhiều mục tiêu khác nhau, nó phải trúng một mục tiêu nhá. Thằng kia nó không có một cửa nào chơi mình luôn. Đấy, nó hé ra là nó chỉ cần hé ra phát là hàng trăm cái máy bay húc vào mặt. Đấy, ui, rồi trốn ở trong keo đấy, đứng quay trong keo. Quay chạy đâu con sâu, chạy 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 đâu con sâu rồi, chạy à. Ui ui, chớp nhoáng luôn. Đấy, ui, nhìn nó dã lần, nhìn nó dã trông đau thật sự ạ. Đấy, có thanh niên nào không? Ở đây có một thanh niên nằm đây. Ui ôi ôi, lại penta kill, không thể chống lại được trừ khi mà địch cũng có kỹ năng này. Đấy, trừ khi mà phe địch cũng có kỹ năng này chứ không có một cửa nào để chống lại cỗ máy hủy diệt là tôi luôn. Đấy, không thể nào chống lại được Rikaki Gaming à, tiếp tục gọi thôi. Đấy, mà team mình cũng không ai có kỹ năng này. Đấy, đáng lẽ cái này là nó phải có một cái tính năng ấy, là khi mà chúng ta gọi ra cái máy bay này, khi mà chúng ta gọi ra cái máy bay này thì cái máy bay trước này nó phải biến mất, tức là trong cùng một thời điểm ta chỉ gọi ra được một cái thôi. Đấy, đây gọi một rổ luôn anh em ạ. Gọi là Bethlehem luôn. Cái này tôi nghĩ bên Nga là sẽ sửa rồi. Ui xôi, nhìn nó bay kìa. Nhìn nó bay đẹp thế nhở. Ui nhìn nó bay này. Ui nhìn hệ thống nó bay. Ôi chết rồi, có một thằng nó bắn súng bắn tỉa. Nó bắn à, mày bắn cũng suýt được chết tao đấy. Và mày bắn tao suýt chết đấy. Nhưng mà để làm gì bạn ơi? Để làm gì ạ? Và không thể làm chống lại được sự hủy diệt này. Khi mà qua hàng chục, hàng trăm cái máy bay nó bay tới thì lấy cái gì ra mà đủ sự bình tĩnh mà đừng bắn nhau ạ. Đấy, ôi nấp ở bên trong keo ạ. Wow, hủy diệt rồi. Đấy, anh em thấy kinh không? Đấy, tôi gọi mình cái máy bay này. Máy bay này nó sẽ chờ một lúc rồi nó mới hút một người địch nhá. Đấy, chưa kịp là ông đội mình thịt nó luôn ạ. Đấy, ông đội mình thịt luộc nó luôn ạ. Bó tay chấm com căng không anh em? Nó phải gọi là quá căng, đẹp nhờ. Thì cái kỹ năng của con nhân vật Homer mới này quá đẹp luôn. Đấy, con Homer này kỹ năng quá đẹp, không thể nào mà chê về đâu được. Đây này, tôi phát hiện ra là có một cái kiểu mà chúng ta gọi ra nhiều quá thì nó sẽ bị biến mất như thế này. Tức là chúng ta giới hạn này gọi ra khoảng 10 cái rồi phải. Nhưng mà thế là quá nhiều rồi. Trong cái chế độ chơi mà không giới hạn kỹ năng như vậy là quá khủng khiếp rồi. Đấy, quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Đấy, thời gian tồn tại của một cái máy bay này ở quanh người chúng ta là 5 giây. Đấy, và ui xùi, kiểu đi đâu nó cứ bay xoáy xoáy trên đầu, nhìn sợ thật sự ạ. Vâng, thanh niên kia chạy đặt keo kìa. Đặt làm cái gì có chống được đâu. Có chống được đâu, bất lực à. Quá bất lực ạ. Vâng, chắc cay mình lắm đấy, cho ra report mình luôn đấy. Đấy, cho ra report ác mình luôn đấy. Mà ui cay lắm, làm gì được ạ. Ui, nhìn cái đồng máy bay nó dã lần này. Dã man luôn. Máy bay, ui, nấp ở sau keo. Ui, nó dã lần này. Và giã cho vậy gọi là như tử. Và đâu ơi, con thằng nào đó, con thằng nào đây, có một thanh niên nào trắng trốn ở góc đảo, chạy thế nào được ạ. quá ghê gớm anh em, quá ghê gớm. Đây cái máy bay này và hung thần của trận đấu đây, quá ghê gớm đấy. Mai hoặc là lúc nào mà cái máy bay nó ra mắt server Việt Nam, anh em nhớ test cái trò này nhá. Đấy, anh em nhớ test cái trò này. À, nhưng mà cái trò này tôi quên mất. Có một cái vấn đề rất quan trọng, nhưng mà tôi sẽ nói với anh em ở đằng sau khi mà chúng ta xem một tí tẹo dành cho quảng cáo. Anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe thì hiện tại đang có chương trình Summer Sale rất lớn đến từ Rikaki Store, giảm giá từ 30-50% trên mỗi mẫu tai nghe. Ngoài ra thì khi mà mua một tai nghe, chúng ta sẽ được nhận ngay một con mô hình mini, quà khuyến mãi số lượng có hạn nha anh em nhé. Anh em tham khảo ở hai đường link, đó là link Shopee Rikaki Store HN và Rikaki Store HCM nha. Số lượng có hạn, nhanh tay anh em ơi. Nhanh tay. Ok, thì cũng có nhiều bạn cũng đã có phát hiện ra cái vụ về cái máy bay này ở server nước ngoài rồi. Đấy, ui team tôi có 3 ông luôn. Đấy, ui xôi ôi, nhìn đại hội máy bay. Đại hội máy bay anh em ạ. Đại hội máy bay. Đấy, team mình có ông Ford Skyler trong kia. Ui, đại hội máy bay anh em ơi.
Vâng, đại hội máy bay. Ui, đại hội máy bay. Treo game luôn. Đấy, đây là một cái mà tôi muốn nói với anh em. Đấy chính là việc là nếu mà điện thoại anh em yếu quá thì đừng đú chơi cái này, hỏng điện thoại. Tôi khẳng định với anh em sẽ bị hỏng điện thoại nếu như mà anh em đú với cái trò này. Đấy, máy của anh em phải cực kỳ khỏe nhá. Nếu mà điện thoại phải cực kỳ khỏe, còn nếu như mà chơi giả lập cũng phải máy rất khỏe. Còn nếu mà máy anh em không khỏe, tôi khuyên anh em là đừng nên làm trò này. Làm trò này là không ổn đâu. Văng game này nó sẽ bị lag, nó bị văng game. Và dã man lag văng cả game thì anh em biết là nó kinh khủng như thế nào rồi đấy. Đấy, quá ghê gớm luôn. Ok, thì đó là cái phần mà mình test cái kỹ năng Homer với cái trò mà không có thời gian hồi chiêu. Thì hy vọng là anh em nào mà máy đủ khỏe có thể chơi cái trò này, hoặc là anh em lấy máy bay chọi nhau cũng được. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia mình, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.